Rồi, bà con tề tụ đông đủ rồi. Có ngay, có ngay. Trời lớn ơi, lên đi mà. Cha, khách đông dữ người ta. Ngồi lại. Đã ngồi lại rồi. Ngồi lại đi. Từ từ, từ từ mấy đứa. Trời ơi. Trời ơi, không nhờ mấy đứa không sợ. Đáng yêu mà. Đáng yêu. Cắn được đấy, nó cắn đấy. Nó cắn cái đâu, nó cắn đấy. Có cắn, có cắn, có cắn, có cắn. Oh my god. Cầm bằng đuôi nhỉ. Đừng cầm tay. Mình không ăn từ cái đầu nha. Ồ, vãi hả? Dustin nói là không được ăn đầu, nhưng mà đó là người sợ có thể ăn đầu được. Hay quá. Đó mà. Béo, béo, béo. Ăn được cả đầu á. Béo. Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là con đuông dừa. Nghe đã cảm thấy buồn nôn rồi. Không chịu không? À, ngon không? Ôi, anh cắn dễ thế. Bất mình phải đứng ở đây nha, mình không muốn nghe luôn, không muốn thấy, không muốn nghe. Anh ấy sao, cái gì nó làm sao? Thì da nó dai, nhưng mà trong nó thì nó lại rất nhiều nước. Nhưng mà lúc mà lúc mà bỏ vô nó có ngọ ngoại không? Không, bởi vì mình cắn nhanh quá. Cắn liền, cắn liền, cắn liền, cắn liền. Đúng rồi, giật cái đầu nó ra. À, cái đầu hơi hơi rã. Ok. Sao Béo không? Nuốt luôn. Nuốt luôn. Không có thấy gì hết. Rồi, tới Mika. Mika, Mika. Cái nào ngon nhất? Theo các bạn. To, cái to. Nhưng mà ok, cái này không ăn được. Đúng rồi. Chấm. By the way, merci beaucoup. Thank you so much. Thank you so much. Putain. Không nhìn được. Cắn đúng một phát. Phải cầm đũa nha. Cắn cái cao quá. Mới nửa con à. Dài quá. Cố gắng. Anh đang nghe mà anh cảm thấy khó chịu rồi. Anh mà nhìn anh cũng không, anh nôn ngay. Anh sẽ ra đi vào đi. Rồi công đức của em. Thank you, merci, merci. Thực ra là em đã ăn đuông dừa 2 lần rồi. Wow. Em đã thậm chí là ăn cái món pizza đuông dừa rồi. Sống không? Có, sống chứ. Bọn em tự làm, tức là trên kênh của bọn em đã làm. Cái kênh hôm nay vẫn sống. Em bảo này, thực ra là người Nga rất là gan dạ. Bình thường người ta sẽ không sợ những cái thứ này. Nên là đối với em, đây là điều rất là bình thường và em ăn một cách bình thường. Được, người Nga mạnh mẽ. Em không sợ một cái gì hết. Người Nga mạnh mẽ. Yeah. Wow, mạnh mẽ. Có vấn đề gì không? À không, không có vấn đề. Mọi người cứ ăn thoải mái, nhưng mà em sẽ không thể nhìn được. Em thề. Em không thể nhìn được. Vâng, và đến mức kiểu nghe em cũng đã khó chịu rồi. Con thì đâu có kêu đâu. Nhưng mà nghe mọi người đang nói về nó thì em cảm thấy khó chịu rồi. Bởi vì em có một chút tưởng tượng rồi. Em đã từng nhìn thấy nó rồi. Và nhìn người ta ăn ấy thì em... Ok, ok. Chàng trai này mong manh yếu đuối lắm. Vâng, nên là quý vị cũng thông cảm. Trông thế thôi, chứ là gia trưởng thế thôi, nhưng mà sợ đuông dừa. Không phải sợ, mà khó chịu, cảm giác buồn nôn. Đúng rồi. Ok. Vừa rồi là món đuông dừa. Con đuông dừa này á, nó sống ở trong thân cây dừa và nó ăn lõi của cây dừa. Nếu như mà ai dị ứng với những cái loại côn trùng hoặc là những loại thực phẩm mà nó có đốt hoặc là đang còn sống thì các bạn cũng có thể không cần phải ăn. Nhưng đây là một món đặc sản của Việt Nam, rất là ngon. Có hai người sợ mà vẫn nhìn, đó là Hasara là vẫn đứng nhìn được, cô ấy chỉ chạy vòng quanh thôi. Nhưng mà Salim thì là mất tích rồi. Và anh Xoay thì không dám ăn. Anh không ăn được những con gì còn đang sống. À. Còn nếu mà nó đai rồi thì anh ăn vô tư. Yeah, chào mừng Salim. Có một con xem gấp ra tùy tục lúc 20:30 thứ 6 hàng tuần trên VTV3.